Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý con đàn cháu đông, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động tiên tri cực sốc, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, được thần tài hộ giá, lột xác thoát nghèo ngoạn mục, liên tiếp trúng quả cực đậm, hốt vàng gánh bạc của thiên hạ về nhà. Quý vị thân mến, cuộc sống này thật là khó lường. Nhiều người đều tự hỏi tương lai của mình hung cát ra sao, và khi đã đi qua cột mốc 60 của cuộc đời, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô bác ở đây vẫn đang cảm thấy bất an và hoang mang trong lòng khi mà nhìn xã hội ngày nay, sự kỳ thị giữa giàu và nghèo ngày càng rõ rệt. Kể cả chúng ta có là ai, có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì vòng xoáy của xã hội và cuộc đời cũng chẳng nương tay dù một chút, nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Và theo hé lộ mới nhất về vận trình của 12 con giáp cho thấy, cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963, cuộc sống thời gian trước khá vất vả, lận đận, nhưng đúng 4 tháng đầu năm 2024 này, cô bác sẽ nhận được lộc trời ban, may mắn liên tiếp, công việc suôn sẻ đủ đường, của cải tích trữ được ngày càng nhiều, gia đình sung túc, không lo thiếu thốn, cuộc sống càng về già càng giàu có, tiền của chất cao như núi. Vậy, lá số tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm dành chọn cho Quý Mão là gì? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm ngay sau đây nhé! Thưa quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Nếu chiếu theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi, hoặc khắc kim, can quý bình hòa với can giáp, địa chi Quý Mão tương xung với Thìn. Trong năm 2024 này, tuổi Quý Mão sẽ có tình hình tài chính ổn định, nhưng cần lưu tâm về sức khỏe nhiều hơn so với năm cũ, sức khỏe sẽ được cải thiện hơn. Nếu như bản mệnh sống tích cực, tạo niềm vui cho bản thân và gia đình, biết quý trọng sinh mệnh, bao dung cho người khác, thì bản mệnh sẽ được nhận lại những điều thiện lành. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão trong năm Giáp Thìn có cơ hội lẫn thử thách. Điều này nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng cần hướng thiện tu tâm, chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, ngày ngày chăm chỉ gieo duyên lành, thì cả năm sẽ gặt hái được trái may mắn. Rất nhiều người yêu quý cô bác Quý Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Quý Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Tuổi Quý Mão không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Quý Mão có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Cô bác luôn đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, cô bác Quý Mão đều coi người đó là kẻ thù. Quý Mão hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc cô bác lại vô tình làm buồn chính mình. Có thể nói rằng, Quý Mão thuộc top con giáp nhiều may mắn nhất, cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, thì mỗi khi gặp khó khăn, cô bác lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an lành, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Bởi sự nhạy cảm của mình mà rất nhiều tuổi Quý Mão bị tổn thương nhanh vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường thì cô bác rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm thì sẽ trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, tuổi Quý Mão thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Khi bình giải về các phương diện cuộc sống của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong 4 tháng đầu năm, giai đoạn quan trọng nhất của vận trình năm Giáp Thìn, cô bác hãy lắng nghe đôi điều nhắc nhở của Minh Đường Tử Vi sau đây nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Trong 4 tháng đầu năm Giáp Thìn này cho thấy, tuổi Quý Mão đã ở độ tuổi nghỉ hưu,
chuyển từ công việc ngoài xã hội về nhà, với vai trò chính là công việc trong gia đình, là người sống khôn ngoan, đức độ, luôn nghĩ và làm nhiều cho con cháu, nên tuổi Quý Mão cũng chuyển đạt được nhiều trí tuệ, đạo đức, giúp thế hệ sau phát triển hơn. Đôi lúc công việc trong gia đình sẽ khiến cho tuổi Quý Mão cảm thấy có nhiều bận rộn, không ngơi suy nghĩ. Tuy nhiên, chỉ cần giữ được thái độ điềm tĩnh và suy nghĩ thuận theo tự nhiên, thì thân và tâm chủ mệnh sẽ được bình an. Cô bác một khi đã tập trung vào công việc thì đều khiến cho mọi người phải kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Quý Mão làm việc năng suất gấp nhiều lần so với người khác, tuy nhiên chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu như quá áp lực, căng thẳng thì Quý Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Về tính cách ôn hòa, dịu dàng, cô bác Quý Mão thường có cuộc sống an nhàn và bình yên, biết canh xoay chuyển tình thế biến xấu thành tốt. Bởi vậy dù trong những lúc gặp khó khăn sóng gió thì Quý Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Người này sống rất thoải mái, phóng khoáng, Quý Mão chi tiêu hoang phí, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho bất kỳ ai gặp khó khăn. Cũng bởi tính cách này mà tuổi Quý Mão được nhiều người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Vốn dĩ sau nhiều năm chinh chiến, cô bác tuổi Quý Mão cũng đã có một nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên tham vọng mạnh mẽ khiến cho bản mệnh cảm thấy không đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn, đứng ở cao hơn. Cổ nhân thường nói, mọi sự vật trên đời đều có tính tương đối, nghĩa là đều vô thường vô ngã. Tâm khởi thì trùng trùng dân khởi, người trí tuệ hiểu được điều này thì gặp chuyện tốt cũng không nên quá đắc ý. Biết đề cao khiêm nhường, bình tĩnh trước hoàn cảnh, như vậy phước báu mới được bền. Chính vì vậy mà cô bác tuổi Quý Mão hãy ghi nhớ điều này nhé. Thứ hai, về tình hình tài chính. Tài chính của tuổi Quý Mão được đánh giá là ổn định, có cơ hội gia tăng thu nhập nhờ quý nhân giúp đỡ. Những khoản đầu tư tiết kiệm hàng tháng cũng đều đặn sinh lời, giúp cho cô bác được thảnh thơi khi tiêu dùng hàng ngày mà không cần phải lo toan tính nhiều. Ở độ tuổi 62, cô bác cần phải luôn giữ cho nguồn tài chính của mình trong vòng an toàn, chỉ đầu tư ở những lĩnh vực bản thân có kiến thức. Nếu biết quản lý tiền bạc cẩn thận, lấy cần kiệm làm gốc rễ, thì tài chính sẽ luôn dư giả. Năm này mệnh chủ hãy chi tiêu cho sức khỏe bản thân mình một cách xứng đáng. Con người khi chúng ta trẻ đều tràn đầy nhiệt huyết xông pha. Nghề nghiệp chỉ là chuyện còn con, mục tiêu kiếm tiền chủ yếu là để dưỡng già, để sau này được thoải mái sống cuộc đời mà mình mong muốn, mà không cần để ý đến sắc mặt của người khác. Chỉ có điều khi đến độ tuổi nghỉ hưu, nguồn thu nhập của chúng ta cũng theo đó mà suy giảm, cả về sức khỏe và tinh thần. Thế nhưng, rất nhiều người đến tuổi này vẫn còn phải bận lòng vì con cái, là cha mẹ, việc nuôi dưỡng giáo dục con cái là chuyện cần phải làm. Tuy nhiên cần nhấn mạnh là có nhiều người đang làm việc này một cách quá tay, đem toàn bộ số tiền tích góp để dưỡng già mang cho con cái, mà chẳng đói hoài đến việc giữ lại cho mình một đường lui. Có người sẽ nghĩ tiền bạc nhà cửa của mình sau này, đằng nào chẳng để lại cho con cháu, cho sớm hay muộn chẳng phải cũng như nhau hay sao. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Bản thân mỗi người sau tuổi nghỉ hưu, dù sao cũng cần phải dưỡng già. Khi ấy chỗ dựa vững chắc của mỗi người có thể là con cái, có thể là gia đình, nhưng chủ yếu vẫn là từ số tiền tích góp từ trước. Đó là chưa nói đến một thực tế trong xã hội. Ngày nay con cái chưa chắc đã sẵn lòng tận tâm chăm sóc bố mẹ khi về già. Cho nên, mỗi người vẫn nên giữ lại chút tiền tích góp dự phòng cho những nhu cầu cấp thiết. Đã có hiện tượng rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đó là sau khi con cái thành gia lập nghiệp, rất nhiều thế hệ lớn tuổi đều giao hết tiền, nhưng giao cho con cái quản lý rồi chúng lại bỗng đổi thay. Không chỉ vậy, ngay cả chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng dần eo hẹp lại. Vì thế những tranh chấp về tài sản cũng theo đó mà hình thành. Một khi hai bên đã nảy sinh xung đột, người làm cha mẹ sẽ cho là con cái bất hiếu, còn con cái cũng cho là bố mẹ không chịu thấu hiểu cho nỗi khó khăn của họ. Từ đó các gia đình vốn hòa hợp cũng dần bắt đầu rạn nứt, chia năm xẻ bảy. Bởi vậy mà ở ngoài tuổi 60, cô bác tuổi Quý Mão cũng nên có những phương án dự phòng cho bản thân, đặc biệt việc chuẩn bị cho mình một khoản tiền để dưỡng già là điều rất cần thiết. Tuổi ngoài 60 chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, biệt thự xe sang, nhưng chắc chắn không phải quá sớm, cũng không phải là quá muộn để chuẩn bị một số tiền tiết kiệm trong tay. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Tuổi Quý Mão trong 4 tháng đầu năm 2024 sẽ đón tin vui thêm người thêm của. Để gia đình luôn vui vẻ, bản mệnh nên bao dung, nâng đỡ và chia sẻ nhiều hơn với con cái và người thân bên mình. Với những dịp gia đình sum họp, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, hỏi han trò chuyện với nhau, thêm những cử chỉ động viên, bớt đi lời trách móc oán giận, thì chắc chắn rằng tình cảm giữa các thành viên sẽ thêm yêu thương, gắn kết. Dù là năm 2024 hay những năm về sau này, hãy luôn chú tâm về gia đình mình. Dù có những mâu thuẫn xảy ra,
Nhưng chỉ cần mệnh chủ biết bài trừ tâm nóng giận, nói năng cẩn trọng và biết cách bình tĩnh lắng nghe, thì mọi việc vẫn sẽ được giải quyết. Thứ tư, về sức khỏe của tuổi Quý Mão. Bước sang tuổi 62, nên cơ thể của cô bác có thể xuất hiện một số dấu hiệu suy nhược, xương khớp đau nhức. Vì thế mà mệnh chủ nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, sinh hoạt và rèn luyện thể lực hàng ngày, để khí huyết lưu thông tốt, sức đề kháng theo đó cũng tăng lên. Có câu nói rằng, người ngoài tuổi 60 đã đoán biết được bệnh tật, trước 60 tuổi thì người tìm bệnh, sau 60 tuổi thì bệnh tìm người. Do vậy, con người đến tuổi 60, nếu không có bệnh thì quả là người có phúc phận lớn. Đối với tất cả chúng ta, sức khỏe quý hơn vàng, và đặc biệt là người trung niên, người già thì sức khỏe là tất cả. Bởi nếu không có sức khỏe, sau tuổi 60, một khi xảy ra chuyện bất trắc, sẽ phải đối mặt với vô số khoản chi tiêu ngoài dự tính. Những khoản chi phí ngất ngưỡng ấy tích tụ lại, lâu dẫn có thể làm sụp đổ một gia đình. Bởi người chữa bệnh say rằng không chỉ làm đau chính mình, mà còn vô tình làm liên lụy đến cả gia đình. Trong hoàn cảnh này, rất nhiều mối quan hệ cha mẹ, con cái đều trở nên rạn nứt. Vợ chồng sẽ vì đồng tiền mệt mỏi mà nảy sinh mâu thuẫn. Xét ở góc độ khác, nếu có được cơ thể khỏe mạnh, quý cô bác sẽ giảm bớt được phần nào gánh nặng cho con cái. Đừng tiếp tục lãng phí sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Tiền dù có nhiều đến đâu cũng không mua nổi sức khỏe. Đánh đổi sức khỏe để kiếm được càng nhiều tiền, rốt cuộc cũng chỉ để mua về một đống thuốc mà thôi. Quý cô bác hãy ghi nhớ để cuộc sống được an yên hơn nhé. Tiếp theo sau đây là dự đoán vận trình tử vi chi tiết của tuổi Quý Mão trong 4 tháng đầu năm 2024 trên tất cả các phương diện cuộc sống. Vậy trong thời gian này, quý cô bác cần lưu ý những điều gì để xua cát tị hung, đón lành tránh dữ? Hãy cùng lắng nghe nhé! Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tháng đầu năm mới cho biết, tuổi Quý Mão được dự đoán trước nghịch sau thuận, đầu tháng gặp những khó khăn nhất định. Nhưng càng về sau cuối tháng mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn, nhờ vào chính sự nỗ lực của bản mệnh. Tháng này sẽ có không ít thách thức công việc đang chờ đón tuổi Quý Mão, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để quý cô bác tạo ra sự đột phá. Quan trọng là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió hay không, sau đó mới có thể tận dụng được cơ hội. Có nhiều thời điểm, cô bác trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Quý cô bác còn phải thường xuyên dè chừng những ánh mắt dòm ngó và soi mói từ đối thủ, tâm lý khá căng thẳng. Rất may là tháng này còn có sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Nguyệt Mã, Thiên Ấn, đặc biệt là sao Thái Dương sẽ giúp cho quý cô bác nhanh chóng cải thiện tình hình, giành lại thế chủ động. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, cô bác sẽ lấy lại nhịp độ khá nhanh. Đây cũng là lúc con giáp này tự xoay chuyển vận mệnh trong tháng. Cát tinh Thái Dương còn cho thấy, trong tháng 1 âm lịch này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Quý nhân của bản mệnh cũng chủ yếu là người nam lớn tuổi hơn. Hãy lưu ý để không lỡ mất thời cơ gặp gỡ quý nhân. Nhìn chung vận trình trong tháng này trước nghịch sau thuận, đầu tháng gặp những khó khăn nhất định, nhưng càng về cuối tháng thì mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn nhờ vào chính sự nỗ lực của bản mệnh. Tài lộc của Quý Mão trong tháng 1 âm được dự đoán không có quá nhiều đột phá. Ở thời điểm này, nếu có thể duy trì tình hình ổn định, tập trung vào tích lũy cũng được coi là tín hiệu tích cực. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này, cơ hội vẫn chưa đến. Tháng này thu nhập của cô bác Quý Mão chủ yếu đến từ công việc chính, thứ tài thì không có nhiều, do đó quý cô bác nên tập trung làm việc, nhất là trong thời điểm sự nghiệp đang có phần bấp bênh như hiện tại. Những nỗ lực của quý cô bác chắc chắn sẽ đem tới kết quả xứng đáng. Tương hại án ngữ, họa phá tài cũng dễ dàng xảy đến, hoặc nếu không cũng vấp phải chiêu trò cạnh tranh bẩn, hãm hại từ đối thủ. Cho dù có sao Thái Dương giúp làm giảm bớt sự hung hiểm, nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nguy cơ. Quý cô bác nên thận trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh, tốt nhất nên trong thời điểm này đừng vội khởi sự, nên dành tới lúc cát khí vượng hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Ngoài ra, quý cô bác cũng được khuyên nên cẩn thận khi cho người khác vay tiền, kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa bản thân đứng ra thế chấp lấy tiền cho người khác vay, đừng vì tình cảm mà cả nể, cuối cùng không chỉ mất cả tiền mà còn mất cả tình. Xem tử vi tháng 1 của 12 con giáp âm lịch, về mặt sức khỏe thì tháng này Quý Mão chỉ cần ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ sẽ không gặp vấn đề nào bất lợi. Ngoài ra công việc bận rộn cũng dễ khiến cho quý cô bác dây vào tình trạng lao lực, bồn ba vất vả. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách hóa giải tinh thần, thay vì để dồn nén quá lâu. Quý cô bác có thể bổ sung dưỡng chất cho cơ thể bằng con đường dinh dưỡng hoặc dùng thêm thuốc bổ, nhưng cũng chớ nên lạm dụng và cần có tư vấn y tế của bác sĩ
rèn luyện thể dục thể thao đều đặn cũng là cách nâng cao sức khỏe hiệu quả. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 2 tuổi Quý Mão âm lịch về phương diện sự nghiệp, có thể thấy rằng tháng này nhờ có thiên ấn nâng đỡ nên mọi thứ sẽ đâu vào đó, nhất là đối với những ai biết lên kế hoạch công việc thì phát huy được hiệu quả trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Người đang tìm kiếm một công việc mới, hy vọng sẽ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bản mệnh là người nhanh nhẹn, thích học hỏi thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình là rất cao trong thời gian ngắn. Ảnh hưởng của dịch Mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều, đòi hỏi bản mệnh phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, không thể ì ạch như trước đây, bù lại cuộc sống năng động, giúp cho quý cô bác học hỏi được nhiều trong thời gian ngắn. Tử vi tháng 2 âm lịch cho biết, vận trình tài lộc của người tuổi này trong tháng mới được dự đoán có nhiều khởi sắc hơn trước, từ khía cạnh thu nhập cho tới việc làm ăn hay làm thêm. Người làm kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là quý cô bác nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm, kẻo bị vướng vào những cạm bẫy. Bản mệnh nên chăm chỉ tích lũy, tiết kiệm để dành cho việc đầu tư thuận lợi hơn về sau này, không nên dùng tiền của mình để đầu tư trong tháng 2 âm lịch. Hơn nữa, quý cô bác cũng phải xem khẩu vị rủi ro của mình đến đâu, để biết dành bao nhiêu phần trăm cho việc đầu tư mạo hiểm, bao nhiêu phần trăm cho sự lựa chọn an toàn. Muốn giữ được tiền, quý cô bác cũng nên hạn chế việc mua sắm, tiêu xài hoang phí, nhất định không nên vì quá thích món đồ nào đó mà mua, bất chấp sự ngăn cản của người thân, vì sau đó quý cô bác sẽ cảm thấy hối hận. Tử vi tháng 2 của 12 con giáp âm lịch, nhờ ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm. Lịch trình của quý cô bác khá bận rộn, nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của gia đình, nên không có điều gì quá rắc rối xảy ra. Về khía cạnh sức khỏe, tháng này Quý Mão dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, có thể thấy quý cô bác thường xuyên mất ngủ, khiến cho tâm trí lơ mơ. Nhìn chung, tháng này quý cô bác cần phải cải thiện trí nhớ của mình, nếu không sẽ mắc phải những sai lầm trong học tập, công việc do một số sai lệch vì trí nhớ. Mệnh có bệnh, nhắc nhở ai đang có bệnh thì nên tập trung chữa trị, đừng chủ quan, ngoài ra thường xuyên theo dõi cơ thể, để có hiện tượng lạ gì là còn kịp thời thăm khám và điều trị. Nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe đang báo động, nhất là người già và trẻ nhỏ trong nhà. Quý cô bác nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 âm lịch cho thấy, vận mệnh tổng thể của người tuổi Quý Mão trong tháng này đang ở xu thế đi lên. Cục diện tâm hợp và nguyệt lệnh trường sinh mang tới nhiều thay đổi tích cực, bao gồm những cải thiện về sự nghiệp, tài lộc và các mối quan hệ. Tiến trình sự nghiệp của tuổi này trong tháng mới đang trên đà phát triển tốt, tháng này thích hợp để mưu đại sự, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Qua đó bản mệnh có thể phản ánh thực tế giá trị cá nhân của mình trong công việc, đồng thời chủ động trong việc học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới cũng là cách hữu hiệu để hoàn thiện bản thân hơn, theo kịp xu thế hiện đại. Cục diện tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm trường sinh dự báo, may mắn đang đứng về phía cô bác, tăng thêm cho bản mệnh sự tự tin và động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa các kế hoạch công việc của mình. Nếu như quý cô bác có ý tưởng quyết đoán để làm điều gì đó, thì sẽ có rất nhiều lợi thế đồng hành khi chủ động nắm bắt được thời cơ. Có đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình, không khó để quý cô bác đạt được nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Còn nếu cứ chần chừ do dự, thiếu quyết đoán, thì cho dù cơ hội có bày ra trước mắt, quý cô bác cũng khó mà vươn tới thành công. Không thể không kể đến các mối quan hệ xã giao, cũng giúp ích lợi cho bản mệnh rất nhiều. Theo đó thì con giáp này là người có tài, lại có tính tình cởi mở, hòa nhã, nên dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Vì vậy, dù có gặp phải khó khăn, quý cô bác tuổi Quý Mão cũng sẽ được người khác chủ động giúp đỡ. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải sẵn hoa hồng, quý cô bác vẫn có thể phải đối mặt với những thử thách khó khăn và những tình huống áp lực cao, nhưng chỉ cần có đủ sự tự tin, quý cô bác vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng và tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân. Cùng với những thuận lợi trong sự nghiệp, tài vận của tuổi Quý Mão cũng có nhiều khởi sắc rực rỡ trong tháng 3 năm 2024 âm lịch này, với hàng loạt các tín hiệu tích cực nhờ cục diện tam hợp, nguyệt lệnh trường sinh và đặc biệt là tài tinh thực thần chiếu mệnh. Thu nhập của con giáp này đến từ nhiều nguồn, quý cô bác không phải lo lắng quá nhiều về việc thu chi, mọi thứ đều diễn ra hợp lý, cân đối, thậm chí quý cô bác còn có đủ điều kiện để giải quyết được một số nhu cầu tài chính khẩn cấp cho bản thân.
sự xuất hiện của quý nhân sẽ mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp trong tháng này, dù làm trong lĩnh vực nào cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi. Có người dẫn dắt và giúp đỡ, lợi nhuận đổ về túi sẽ liên tục nhiều. Bản mệnh hãy tin tưởng vào quyết định, sự lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá, nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tháng này quý cô bác nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí có thể mở rộng quy mô sản xuất để mang lại lợi nhuận hơn nữa cho bản thân. Vận khí đang rất thịnh vượng, khả năng quý cô bác còn kiếm được nhiều hơn cả mong đợi. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng để quý cô bác thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư sáng suốt trước đó, cũng như đặt nền móng vững chắc cho những dự định quan trọng trong tháng này. Dù cho quý Mão có các cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nó cũng đòi hỏi một số nỗ lực nhất định để đạt được kết quả tốt hơn. Nếu như quý cô bác là người có thói quen lập kế hoạch tài chính, có thể hoàn toàn nhận được nhiều lợi ích hơn từ đó. Do vậy mà cô bác quý Mão nên nâng cao kiến thức về đầu tư và quản lý tài chính khi có tiền và thời gian. Điều này sẽ rất có giá trị về lâu về dài. Về mặt sức khỏe, tuổi quý Mão sẽ có thể trạng lý tưởng vào tháng 3 âm lịch này. Sức khỏe thế chất được đảm bảo, trạng thái tinh thần cũng tương đối tốt. Nhờ đó quý cô bác có đủ năng lượng để theo đuổi và làm những việc mình muốn. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, không nên chủ quan trước sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ. Hung tinh này có thể gây ra những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ. Công việc bận rộn cũng sẽ khiến cho quý cô bác dễ mệt mỏi do căng thẳng triền miên. Dù ngày thường có khỏe đến mấy thì dần già cũng sẽ lao lực, sức khỏe sẽ giảm sút. Do đó điều quan trọng là dù có mải mê với công việc đến đâu, quý cô bác cũng nên tìm cách giải tỏa tâm trạng, giảm bớt sự căng thẳng, nên tham gia nhiều hoạt động thể thao và thể dục ngoài trời hơn để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, cải thiện thể chất, tăng cường quản lý chế độ ăn uống và đảm bảo giấc ngủ. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tháng mới chỉ ra rằng vật trình của bản mệnh sẽ lên xuống thất thường, nhưng nhìn chung là xu hướng phát triển tốt hơn đối với cuộc sống của những ai biết chủ động, kiểm soát bản thân tốt. Công việc đang dần cải thiện ở mức độ rất nhỏ mà chính quý cô bác cũng không thể nhận ra được. Đừng vội than phiền với ai đó, kẻo người ta đánh giá sai về quý cô bác đấy. Nếu có sự cố gì thì nên tập trung xử lý, thay vì cho rằng đó là lỗi của ai đó, đổ lỗi cho người khác hoặc cho ngoại cảnh. Về cơ bản là một cơ chế tự bảo vệ bản thân khỏi sự trừng phạt của người khác hoặc của chính chúng ta. Nhưng quý cô bác nên nhớ rằng, đổ lỗi có thể tạm thời giải quyết vấn đề, nhưng trong thời gian dài, quý cô bác sẽ mất cơ hội xem xét kỹ lưỡng những yếu tố cần cải thiện để tránh lặp lại sai lầm. Nhìn chung tháng này cũng không có việc gì phải lo lắng hay đáng ngại quá, khi quý cô bác có đủ sức để kiểm soát tình hình và cân đối lại cuộc sống cũng như công việc. Chỉ cần tránh tâm lý chủ quan mà dẫn tới sai sót nhỏ là được. Có thể quý cô bác quá kỳ vọng về mức độ chăm chỉ của mình sẽ nhận được mức tiền xứng đáng, nhưng thực tế có thể làm cho quý cô bác buồn. Thay vì thế, quý cô bác nên nhìn thẳng vào thực tế số tiền mình nhận được, chứ không phải số tiền mong muốn. Tránh tâm lý tiền sắp về nên thoải mái mua sắm, không tính toán kỹ, có thể khiến cho quý cô bác bị thiếu tiền. Kết quả là chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc trong những ngày cuối tháng. Việc tiết kiệm ngay từ đầu tháng, khi nhận được các khoản lương hưu là việc rất quan trọng để giúp cho quý cô bác tránh khỏi những rắc rối vào cuối tháng. Hãy chuẩn bị cho cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra cô bác nhé. Ngoài ra tháng này, khó có người nào đó có thể giúp đỡ cho được, nên cô bác đừng nghĩ rằng có ai đó hỗ trợ qua giai đoạn này là được. Thế nhưng quý cô bác cũng đang gặp vấn đề riêng nên không giúp được gì. Hãy tập trung tự chủ động xử lý tình huống thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Về sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này thì khá ổn định, không có vấn đề gì đáng phải lo lắng, nên nếu có hiện tượng gì không tốt thì con giáp quý Mão này hãy bình tĩnh xử lý. Cửu tử bay về phương nam đúng vận thì tài vận và sự nghiệp đều rất thuận lợi. Thất vận thì chủ về bệnh tim, bệnh liên quan đến huyết mạch. Quý cô bác chớ quên tập thể dục thường xuyên, vì chỉ bằng hoạt động thể dục hợp lý sẽ làm giảm sự phát triển các chứng bệnh thông thường như các chức năng hô hấp, tiêu hóa, chuyển hóa, tình trạng miễn dịch, hormone, cân bằng năng lượng, viêm da, da đen sạm chính là một trong những vấn đề phổ biến nhất khiến cho quý cô bác lo lắng. Có thể vì quý cô bác chủ quan rằng trời không nắng nên ngại dùng kem chống nắng đấy mà. Khi di chuyển thì bản mệnh không được chủ quan, vì tháng 4 năm 2024 âm lịch này, quý cô bác dễ bị ngã, bị thương vì sự bất cẩn của mình. Nhớ điều khiển xe với tốc độ vừa phải thì có điều gì xảy ra, quý cô bác cũng có thể giảm nhẹ được tình hình. Tổng kết về vận trình tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương pháp hóa giải vận xui cho tuổi quý Mão sinh năm 1963 như sau.
So với tử vi năm 2023, vận trình 4 tháng đầu năm 2024 của người tuổi Quý Mão có vẻ dễ thở hơn khi không phải đối phó với những khó khăn dồn dập hay xui xẻo bất ngờ. Tuy nhiên, Giáp Thìn vẫn là một năm tiềm tàng, nhiều thách thức ví đương số do tác động của cục diện hại Thái Tuế, lại có nhiều hung tinh chiếu mệnh, ít có các tinh trợ lực. Quý Mão tựa làm tự lo, vất vả làm lụng phấn đấu và quay cuồng kiếm tiền, nhưng thành quả thu về chưa tương xứng, thậm chí còn khiến không ít cho tuổi Quý Mão phải thất vọng. Tình hình kinh tế thì khó khăn chung, âu cũng là điều dễ hiểu. Để hạn chế xui xẻo, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các cát tinh trong 4 tháng đầu năm 2024, Quý Mão nên áp dụng một số cách khá đơn giản, nhưng hứa hẹn hiệu quả tốt dưới đây. Hãy làm và chiêm nghiệm nhé! Sau đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả cho cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm hành sự gì, lớn hay nhỏ, chỉ cần tuổi Quý Mão thận trọng và có kế hoạch rõ ràng, ắt sẽ đạt được thành quả ít nhiều. Dù không quá phô trương nhưng cũng đủ để khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Đã là họa thì khó tránh, trong năm không được sự hỗ trợ từ vận trình, lại có thêm nhiều hung tinh chủ về ức chế, cảm xúc đeo bám, Quý Mão nên học cách thả lỏng tinh thần, bình tĩnh đối phó với mọi tình huống, chuyện gì xảy đến sẽ đến, không cần phải quá gồng sức mình lên để chống chọi, hãy nhìn mọi thứ một cách lạc quan nhất, tập trung chuyên cần làm lụng, kết quả sẽ khiến cho quý cô bác phải ngạc nhiên. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho tuổi Quý Mão tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, để đón nhiều niềm vui và thành tích bất ngờ. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình cho tới việc lớn, hay tới bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó mà cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa, còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án, dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, cô bác cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định có hợp tác hay không nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, Quý Mão nên hợp tác làm ăn với tuổi nào để được may mắn và thuận lợi hơn trong công việc? Tuổi Mão và tuổi Tý. Mèo sẽ luôn tìm cách bảo vệ chăm lo cho cuộc sống của chuột, và chuột sẽ cảm thấy thật may mắn khi có sự xuất hiện của mèo trong cuộc đời. Hai tuổi này cả về sở thích, tính cách đều có điểm chung, bởi vậy mà họ sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm đáng quý, giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống phải trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Tuổi Mão và tuổi Sửu. Tuổi Sửu là động lực cho người tuổi Mão tiến lên phía trước, chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, tuổi Mão mang một luồng gió mới mẻ, thú vị vào trong cuộc sống đời của tuổi Sửu. Họ giúp đỡ nhau trong công việc và cùng nhau phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công. Tuổi Mão và tuổi Dần. Tuổi Dần là những người sống hoài bão, có ý chí vươn lên trong cuộc sống để đạt được quyền lực, địa vị trong xã hội. Họ cảm thấy nhàm chán với cuộc sống an nhàn của người tuổi Mão, bởi vậy hai tuổi này rất khó để trở thành một cặp đôi uyên ương, bởi sự trái ngược nhau về tính cách. Họ cũng khó có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực kinh doanh. Sự ỷ lại dựa dẫm của Mão luôn khiến cho Dần phải bực bội và khó chịu. Tuổi Mão và tuổi Mão. Nếu trở thành một cặp trong tình yêu, hai người tuổi Mão sẽ tìm được tiếng nói chung và sự hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau. Họ cùng nhau xây dựng tình yêu lâu dài, gắn bó, dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng đối phương, tình cảm của họ gắn bó lâu dài, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, càng ngày càng khăng khít, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai người tuổi Mão cũng dễ dàng kết hợp với nhau trong công việc, họ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Tuổi Mão và tuổi Thìn.
Tuy có nhiều sự trái ngược nhau về tính cách, nhưng tuổi Mão và tuổi Thìn lại trở thành những mảnh ghép thiếu trong cuộc đời nhau. Tuổi Thìn là nguồn động lực, thúc giục cho người tuổi Mão cố gắng làm việc, phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống. Tuổi Mão khi gặp khó khăn cần phải có sự trợ giúp của mọi người, đặc biệt là tuổi Thìn. Hai tuổi này nếu hợp tác làm ăn sẽ đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Mão và tuổi Tỵ. Về tính cách thì hai tuổi này có khá nhiều những mặt đối lập. Tuổi Mão thích không khí yên bình, khá nhút nhát trong giao tiếp, nhưng ngược lại tuổi Tỵ lại rất tự tin, sôi nổi trước đám đông. Hai tuổi này cũng có thể trở thành đối tác làm ăn của nhau, dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và cùng phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng chung. Tuổi Mão và tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ luôn nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ những lúc mà tuổi Mão gặp khó khăn, gian nan. Bởi vậy mà người tuổi Mão luôn dành những tình cảm đáng quý nhất cho tuổi Ngọ. Tuổi Mão và tuổi Ngọ có thể trở thành đối tác làm ăn của nhau. Tuy nhiên, họ cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người mới có thể thành công được. Tuổi Mão và tuổi Mùi. Tuổi Mão và tuổi Mùi có nhiều nét tương đồng về tính cách. Tuy nhiên họ cũng có nhiều sở thích, quan điểm trái ngược nhau. Điều kỳ diệu và sự khác biệt ấy không khiến cho mối quan hệ của Mão và Mùi mâu thuẫn. Ngược lại đây chính là tiền đề để phát triển, duy trì mối quan hệ của hai người. Trên phương diện làm ăn, tuổi Mùi sẽ luôn là trợ thủ đắc lực, giúp cho người tuổi Mão phát triển sự nghiệp. Tuổi Mão và tuổi Thân. Tuổi Mão và tuổi Thân đại diện cho hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Dù trên phương diện nào, nếu muốn duy trì mối quan hệ lâu dài thì hai bên cần phải nhường nhịn, thấu hiểu nhau. Tuổi Mão thì nhút nhát, không thích những nơi tấp nập đông người, trái ngược hoàn toàn với tính cách của người tuổi Thân. Bởi vậy cặp đôi này nếu muốn hòa hợp lâu dài thực sự là điều rất khó. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, Mão và Thân cần phải hết sức thận trọng, lắng nghe ý kiến của nhau thì công việc mới có thể diễn ra thuận lợi. Tuổi Mão và tuổi Dậu. Ban đầu mối quan hệ của Mão và Dậu thật sự hòa hợp và hai bên đều cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn của đối phương. Tuy nhiên sau một thời gian, sự mâu thuẫn bắt đầu xảy ra và thực tế. Hai tuổi này có nhiều điểm khác biệt về mặt tính cách. Mão là người không bao giờ đối mặt với nguy hiểm, luôn đặt mình vào sự an toàn. Còn tuổi Dậu cảm thấy đó như một sự hèn nhát. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Mão và tuổi Dậu sẽ không cùng chung chí hướng. Vì vậy làm việc khó có thể đạt hiệu quả cao. Tuổi Mão và tuổi Tuất. Tuổi Mão chân thành thật thà, còn tuổi Tuất thì tốt bụng, rất đáng tin cậy. Họ dễ dàng trở thành những người bạn tri kỷ trong cuộc đời nhau. Nếu cùng hợp tác làm ăn, tuổi Mão và người tuổi Tuất sẽ đạt được nhiều thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Mão và tuổi Hợi. Tuổi Mão sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái khi có một người bạn tuổi Hợi, bởi tuổi Hợi luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ cho tuổi Mão trong những lúc khó khăn. Hơn nữa, người tuổi Hợi thật thà chất phác, không bao giờ lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình. Trên phương diện làm ăn, tuổi Hợi sẽ luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, giúp cho tuổi Mão có những bước phát triển trong sự nghiệp. Thưa quý cô bác thân mến, sức khỏe và tuổi thọ là mục tiêu chung của mọi người. Nhiều người sẽ mua các sản phẩm bổ sung và chăm sóc sức khỏe khác nhau để có sức khỏe và tuổi thọ tốt. Tuy nhiên, có rất nhiều cái gọi là sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thể giúp cho quý cô bác sống lâu hơn chỉ là để trục lợi. Thực tế nó không thực sự có bất kỳ sự trợ giúp rõ ràng nào cho việc kéo dài tuổi thọ. Vậy làm thế nào để quý cô bác có thể sống lâu và khỏe mạnh hơn? Hãy làm 10 điều sau đây nhé. 1. Uống nhiều nước. Nhiều người nói về việc uống nước nhiều hơn, nhưng họ không coi trọng và không chú ý nhiều đến nó. Như mọi người đã biết, có rất nhiều bệnh tật liên quan đến việc thiếu nước trong cơ thể. Uống nước có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp dạ dày tiêu hóa, bài tiết độc tố và chất cặn bã, đồng thời giảm độ nhớt của máu và hàng loạt bệnh tim mạch, mạch máu não do thiếu nước gây ra. Nên uống khoảng 1.200ml đến 2.500ml nước mỗi ngày. 2. Rau củ quả nên ăn thường xuyên. Một số người không coi trọng các loại thực phẩm như rau và trái cây, lương thực không thiết yếu. Họ cảm thấy mỗi bữa chỉ cần ăn vừa đủ là được, không cần ăn quá nhiều rau. Về cơ bản là không ăn trái cây, sẽ thiếu chất dinh dưỡng như vitamin. 3. Đi bộ nhiều hơn. Khi chúng ta lớn tuổi, thực tế cơ thể không thích hợp để tập thể dục vất vả. Chạy bộ và tập yoga thực sự không thực tế đối với hầu hết người cao tuổi. Đi bộ nằm trong tầm tay của người cao tuổi, đồng thời có thể giúp hạ huyết áp và lượng đường trong máu, tăng cường chức năng tim phổi, đồng thời khiến cho tâm trạng thư thái hơn. 4. Giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Giao tiếp với người khác có thể rèn luyện hiệu quả sự linh hoạt của não bộ, đồng thời khiến tâm trạng vui vẻ,
giảm thiểu và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như bệnh Alzheimer. 5. Cười ít nhất vài lần một ngày. Tiếng cười có thể thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng độ tuổi trung bình của những người thích cười dài hơn tuổi thọ trung bình khoảng 2 năm. 6. Đi ngủ sớm và dậy sớm, ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc có thể phục hồi tốt các cơ quan trong cơ thể, hít thở không khí trong lành sau khi dậy sớm, cũng có lợi cho chức năng tim phổi. 7. Phơi nắng nhiều hơn. Phơi nắng tuy không thể trực tiếp bổ sung canxi, nhưng có thể thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi trong cơ thể, từ đó làm tăng nồng độ hormone trong cơ thể, cũng có thể khiến cho tâm trạng thư thái, giảm thiểu các triệu chứng như mất ngủ, tức ngực, khó thở, cáu gắt. 8. Đừng ăn quá nhiều. Dù bạn đang ở độ tuổi nào cũng không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là những đồ ăn quá lạnh, quá cay, quá nhiều dầu mỡ và muối sẽ gây tổn hại lớn đến chức năng đường tiêu hóa. 9. Hát mỗi ngày. Ca hát không chỉ có thể bồi dưỡng tình cảm, điều chỉnh tâm trạng, mà còn có hiệu quả cải thiện chức năng tim phổi, cải thiện tim mạch và mạch máu não, tăng cường khả năng miễn dịch. 10. Chải tóc thường xuyên. Người xưa có câu, tóc là phần còn lại của máu. Chải tóc thường xuyên có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu của da đầu, đồng thời cũng có thể nuôi dưỡng tóc, giảm đau đầu, mệt mỏi và các vấn đề khác. Quý vị thân mến, hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý vị và người thân. Quý vị đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách ấn nút like và đăng ký kênh để luôn đón xem được những video bổ ích nhất mỗi ngày nhé. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác ở những chương trình lần sau.